bảo hiểm ô tô PTI và những cái nhất. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI với gần 25 năm kinh nghiệm trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cam kết luôn mang tới những dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Bằng sự nỗ lực của gần 3.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc, đến nay, PTI đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. 1. Doanh nghiệp số 1 về bảo hiểm xe cơ giới. PTI đang là doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất thị trường, chiếm 16% thị phần. PTI đang được hàng triệu khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng. 2. Doanh nghiệp bảo hiểm có mạng lưới rộng nhất. Với hơn 50 đơn vị thành viên, hơn 10.800 điểm bán, 3 trung tâm giám định bồi thường đặt tại 3 thành phố lớn, Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh cùng các phòng giám định tại 63 tỉnh thành phố. PTI hiện có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, dễ dàng hỗ trợ khách hàng nhanh nhất. 3. Hệ thống giám định viên lớn và chuyên nghiệp nhất. PTI hiện có hơn 300 giám định viên chính thức, cùng đội ngũ cộng tác viên luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ tại các bưu điện huyện, xã, nhanh nhất. Cam kết có mặt tại hiện trường 30 phút trong nội thành và 1 giờ tại các địa phương khu vực khác. Ứng dụng PTI giám định viên được triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng xác định vị trí của giám định viên, cũng như theo dõi hành trình hồ sơ bồi thường chính xác, minh bạch. 4. Hệ thống gara liên kết lớn nhất. PTI đang sở hữu hệ thống gara liên kết với gần 800 gara trên toàn quốc. Các gara này sẽ phối hợp với khách hàng và PTI thực hiện giám định chi tiết thiệt hại 24/7, lập dự toán sửa chữa nhanh chóng, chính xác. 5. Nhiều dịch vụ giá trị gia tăng nhất. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm tại PTI sẽ được trải nghiệm quy trình chăm sóc 5 sao giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, thuận tiện. Bên cạnh đó, những giá trị gia tăng ưu việt đang được PTI triển khai luôn mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Khu vực đỗ xe riêng tại gara, hồ sơ bồi thường đơn giản, minh bạch, giám định chi tiết 24/7, ủng hộ phan miễn phí trong phạm vi 100 km tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hệ thống tin nhắn tự động thông báo trực tiếp đến điện thoại của khách hàng, cập nhật tiến độ bồi thường, cảnh báo lũ lụt, tư vấn lái xe an toàn. Liên hệ PTI ngay để được chăm sóc theo tiêu chuẩn 5 sao bạn nhé.